Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam điều tra đường dây làm thuốc giả tên đến từ Sài Gòn. Báo Tuổi Trẻ ngày 29 tháng 7 năm 2019 loan tin. Công an đã điều tra đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất hàng triệu đơn vị thuốc giả bán ra thị trường ở Việt Nam hơn 2 năm nay là Nguyễn Lạc Thư, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Asia Pharmacy và Lê Văn Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm dược phẩm Đông Dược Việt. Trước đó vào trưa 25 tháng 7, công an đã bắt quả tang một đối tượng đang giao 20 thùng chứa các hộp thực phẩm chức năng làm giả các thương hiệu nổi tiếng cho một địa điểm kinh doanh tại quận 11. Sau đó công an đã khám xét 7 địa điểm gồm các công ty, gia đình kinh doanh, nơi sản xuất tàn trữ thuốc và thực phẩm chức năng giả tại các quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, quận 8, quận 10 và quận 11. Tại đây, thì cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 500 thùng thuốc, thực phẩm chức năng giả của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Cùng với đó là hàng trăm kg nguyên liệu để sản xuất thuốc giả được đựng trong các xô can nhựa nhét nhát. Trong đó có một số bao bì được cho là chất phụ gia dùng để sản xuất thuốc. Trên bao bì ghi là công ty cổ phần khai thác và chế biến đá Đức Minh. Tổng giá trị hàng hóa tương đương hàng thật mà cơ quan chức năng đang thu giữ được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Các sản phẩm được sản xuất để cho người Việt dùng mua lại để chủ yếu là thuốc có kích thích mọc tóc, tăng cường nội tiết tố nữ, sinh lực nam, các loại cốm dành cho trẻ em, thực phẩm chức năng và nhiều loại tân dược khác. Theo cơ quan chức năng thì đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả này có quy mô rất lớn vừa ở Sài Gòn vừa ở miền Tây. Trước đó thì thông tin trên đài VOV cho biết đường dây sản xuất thuốc giả đã hoạt động hơn 2 năm nay và mỗi tháng sản xuất hàng triệu đơn vị thuốc giả để bán ra thị trường cho người Việt sử dụng.